Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với X News và hãy cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Câu chuyện về người chồng lên mạng tìm vợ trẻ và nhân tình thời gian gần đây đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đến nay thì câu chuyện này đã có những diễn biến mới. Sau khi đăng lên mạng, anh chồng đã nhận được nhiều tin nhắn giúp sức của cộng đồng mạng, cho biết danh tính và địa chỉ nơi ở của vợ trẻ cùng với tình nhân. Anh chồng cũng đã hứa sẽ không làm liều mà sẽ nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết hết mọi chuyện. Trong bài chia sẻ mới nhất của mình, anh chồng tiết lộ là đã tìm ra hướng giải quyết cho chuyện riêng của mình. Đồng thời hé lộ sau khi được nhiều người cung cấp địa chỉ của vợ và nhân tình, thì đôi kia cũng đã phải trả giá. Chính vì lý do này, người chồng cũng xin phép được ẩn toàn bộ bài đăng trước đó, đồng thời cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm đến câu chuyện ồn ào của anh trong thời gian vừa qua. Dưới bài đăng mới nhất này, nhiều người đã để lại những bình luận động viên như: khổ thân anh, thôi thì ác giả ác báo, cố lên anh nhé. Người đàn ông mạnh mẽ, hãy gạt bỏ nỗi buồn và người không xứng đáng đi anh ạ. Hãy sống một cuộc sống mới thật tốt, rồi anh sẽ gặp được người chân thành với anh. Chúng mình X News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để cập nhật thông tin mỗi ngày.